Campong, hệ thống cơm gà Hải Nam lớn nhất tại Hà Nội. Bạn đã thử chưa? Tối nay, không gian phố đi bộ xung quanh Hồ Thiền Quang tại Hà Nội sẽ chính thức khai trương. Phố đi bộ trải dài từ tuyến phố Trần Nhân Tông, đoạn từ nút giao với phố Quang Trung đến ngã năm Trần Bình Trọng, trục chính công viên Thống Nhất, đoạn từ cổng công viên Thống Nhất đến hồ Bảy Mẫu và toàn bộ khu vực vườn hoa cây xanh, vườn dạo xung quanh Hồ Thiền Quang. Và tổng chiều dài tuyến phố đi bộ khoảng 1.600m, hàng rào công viên Thống Nhất, mặt phố Trần Nhân Tông đã được gỡ bỏ để kết nối với không gian phố đi bộ. Người dân và du khách sẽ dễ dàng hơn để tiếp cận với công viên vườn hoa. Thành phố Hà Nội bố trí 4 điểm đỗ xe để đáp ứng nhu cầu gửi phương tiện của người dân và du khách tới phố đi bộ này.